Trong thông báo được gửi đi vào trưa ngày 10 tháng 4, Ban kỷ luật VFF quyết định cảnh cáo và phạt 10 triệu đồng huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Huấn luyện viên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bị xác định đã vi phạm điều 66 quy định kỷ luật bổ sung sửa đổi do VFF ban hành, vi phạm về phát ngôn và ứng xử trong hoạt động bóng đá. Trước đó, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cũng đã bị công ty VPF nhắc nhở với phát ngôn sau khi thua câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu tại vòng loại cúp quốc gia. Khi đó, ông Thành đã có nhiều chỉ trích về công tác tổ chức giải đấu này, ví von VPF tổ chức như một giải phường. Còn với án phạt vừa qua, nguyên nhân xuất phát từ trận thua 1-3 của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trước câu lạc bộ Hà Nội tại vòng 5 V-League 2023. Khi ấy, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành phát biểu trong phòng họp báo: "Cứ đá với câu lạc bộ Hà Nội là thua vì trọng tài. Ngày hôm qua xem trận câu lạc bộ Nam Định gặp câu lạc bộ Khánh Hòa, tôi không phải huấn luyện viên Khánh Hòa nhưng tôi cũng thấy rất bức xúc. Tôi làm huấn luyện viên tôi có chuyên môn chứ, anh Tân, huấn luyện viên câu lạc bộ Khánh Hòa nói đúng chứ? Ban trọng tài VFF nói trọng tài bắt đúng, sao mà đúng được? Cứ đá với câu lạc bộ Hà Nội là thua vì trọng tài, giờ thêm câu lạc bộ Nam Định nữa. Trọng tài đã làm mất đi nỗ lực của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ Hà Nội vừa mạnh vừa có trọng tài ủng hộ thì ai đá lại? Tôi nghĩ câu lạc bộ Hà Nội cũng đâu cần làm việc với trọng tài. Tuy nhiên, giờ kết quả như vậy thì phải chấp nhận, phải chiến đấu tiếp thôi." Tình huống gây tranh cãi của trận đấu này diễn ra ở phút 38. Văn Quyết chuyền bóng rất nhanh để Lucao thoát xuống, bình tĩnh khống chế rồi dứt điểm tung lưới đối phương trong pha đối mặt mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, các cầu thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã phản ứng quyết liệt vì cho rằng tiền đạo đội khách đã việt vị. Pha quay chậm cho thấy Lucao đã đứng dưới hàng thủ đối phương khi Văn Quyết chuyền bóng. Trọng tài Biên cũng đứng ở vị trí quan sát tốt nhưng có lẽ tình huống diễn ra quá nhanh khiến ông không thể theo kịp. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành không chấp nhận án phạt của ban kỷ luật VFF, ông sẽ gửi đơn khiếu nại. "Tôi cho rằng án phạt đó không thỏa đáng. Ban kỷ luật dựa vào báo cáo trận đấu của VPF nhưng VFF phải lắng nghe từ phía tôi chứ. Tôi sẽ không nộp tiền phạt, hội cổ động viên câu lạc bộ muốn giúp tôi nộp phạt nhưng tôi không đồng ý, tôi sẽ có đơn khiếu nại gửi lên VFF," huấn luyện viên Vũ Tiến Thành chia sẻ.